Đến thời điểm hiện tại, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp. Chúng ta hàng ngày đang phải đối mặt với hàng loạt hậu quả. Vậy chúng ta cần phải làm gì để chống lại biến đổi khí hậu? Today is a special day. We are celebrating for the first time in Vietnam the European Climate Diplomacy Day, and we are organizing different activities. One of these activities is a quiz that we have just launched on social media, and the objective for us is to raise the awareness of Vietnamese people for them to know what actions they can take every day to face the challenge of climate change. Và một câu tự luận. Cuộc thi dành cho tất cả mọi người ở Việt Nam, nhưng chúng tôi mong đợi sự tham gia của nhiều người trẻ tuổi. Và phần thưởng được trao cho 5 người đoạt giải là 5 chiếc xe đạp tre thân thiện với môi trường.